vâng xin đồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị đến với kênh youtube của luận japan hôm nay thì luận sẽ tiếp tục chia sẻ một kiến thức tuyệt quý luôn đây là một cái kiến thức uh, nằm trong cái phần uh, quan điểm của bên tôn giáo tín ngưỡng uh, đây là một cái kiến thức sẽ mở màn cho cái kiến thức để uh, giúp cho chúng ta hiểu sâu thêm về cấu trúc của con người từ đấy thì uh, sẽ giúp cho chúng ta vô vàn những cái điều thú vị mà quý vị cứ theo dõi kênh youtube này và chuỗi video này thì sẽ thấy được nó sẽ mang lại điều gì đến cho tất cả các quý vị anh chị đang xem video này nhé và những cái video sau Ở hôm nay thì luận muốn nói đến một cái chủ đề là cái tánh chân thật của con người thế thì trong cuộc sống như này thì chúng ta lúc nào chúng ta cũng mong muốn là uh, trong cái mối nhân duyên giữa con người với con người chúng ta lúc nào cũng mong muốn là gặp được những cái người chân thật đúng không ạ chúng ta rất là thích mong muốn là được chơi cùng với những người mà người ta thật thà uh, được uh, sống làm việc cùng với những người chân thật như vậy thế thì chân thật là gì các anh chị có thể comment ở bên dưới cái video này, cho luận biết là cái ý kiến của các anh chị về chân thật là gì được không ạ? Sau khi xem hết cái video này chắc chắn là các anh chị sẽ thấu hiểu được chân thật là gì. Đây là một cái kiến thức tuyệt quý mà luận được um, hiện đại tri thức chỉ dạy cho luận chỉ cho luận những cái tri thức này. Uh, đây là một những cái tri thức mà luận đang nói đây thì về um, dưới cái quan điểm của tôn giáo tín ngưỡng và à, nó nằm trong cái phần mà cấu trúc con người hệ quy chiếu cấu trúc con người và không thể để à, các anh chị chờ lâu hơn nữa thì luận sẽ nói về tánh chân thật thì theo như cao nhân chỉ điểm thì chân thật là tất cả những cái gì không thay đổi qua không gian và thời gian các anh chị có thể ghi lại ạ tánh chân thật tức là những cái gì đó nó không thay đổi qua không gian và thời gian như vậy thì chúng ta thấy được rằng có cái gì mà không thay đổi qua không gian thời gian giả sử như chúng ta sở hữu nhà cửa ô tô xe máy thì tất cả những cái đó nó đều có thể thay đổi qua không gian thời gian đúng không ạ và nếu như mà chúng ta À, tình yêu tình tình cảm thì nó cũng có thay đổi được không ạ có tình yêu chân thật không ạ không có tình yêu chân thật đúng không ạ Bởi vì tình yêu cảm xúc nó cũng có thể được thay đổi qua không gian và thời gian và như vậy thì nhưng mà có tình yêu vĩnh cửu đấy ạ Vâng có có tình yêu vĩnh cửu thì có tình yêu vĩnh cửu ở một thời điểm nào đấy khởi tạo cái tình yêu đấy và tình yêu đấy vĩnh cửu còn <laughs> vâng thế thì cái tánh chân thật nó sẽ giúp được chúng ta điều gì cái tánh chân thật và tánh chân thật nó nằm ở đâu nằm ở đâu trong con người của chúng ta và làm thế nào để chúng ta khởi được cái tánh chân thật nhận được cái tánh chân thật thế thì cao nhân có chỉ điểm cho luận biết rằng là cái con người của chúng ta thì luôn luôn mưu cầu cái sự an vui và hạnh phúc nhưng mà chúng ta rất khó tìm đúng không ạ khi mà chúng ta tìm được về cái tánh chân thật thì chúng ta sẽ có được an vui và hạnh phúc tánh chân thật là một cái tài sản vô cùng quý giá của con người thế thì có một cái câu chuyện như thế này Tôi được uh, cao nhân chỉ điểm đã kể cho tôi nghe. Ngày xưa ấy, loài người và loài yêu sống cùng ở trên cái trái đất này. Và loài người và loài yêu mâu thuẫn với nhau. Thế thì loài người chiến thắng và dồn ép đuổi loài yêu ra khỏi thế giới loài người. Thế thì khi mà loài yêu đi ra khỏi thế giới loài người thì loài yêu muốn trả thù loài người thế là loài yêu bàn nhau và loài yêu nói rằng bây giờ hãy lấy đi cái quý giá nhất của con người đó chính là tánh chân thật để con người không có chỗ nào dựa bền lâu bởi vì lúc nãy luận vừa nói cái tánh chân thật là nó trường tồn qua không gian và thời gian như vậy là nó rất là bền bền lâu bền vững như vậy thì bây giờ loài quỷ nó đã lấy mất cái tánh chân thật của con người sau đấy thì nó muốn giấu cái tánh chân thật này ở đâu thì hội nó hội quỷ nó xúm lại nó họp thì có một con quỷ nó nói là hãy mang lên đỉnh ngọn núi cao giấu ở trong trên đó thế thì con quỷ khác bảo là trên đỉnh ngọn núi cao thì một lúc nào đấy loài người cũng trèo lên và trên trèo lên đỉnh núi đấy và lấy được thế có con quỷ khác lại bảo thế thì chúng ta giấu ở dưới đáy biển sâu đi thì con quỷ khác lại phản đối rằng nếu như mà giấu ở dưới đáy biển sâu thì một lúc nào đấy con người cũng lặn được xuống tận dưới đáy biển sâu để mà lấy được cái lại cái tính chân thật đó. Thế thì có con quỷ lại nói hay là chúng ta giấu ở trong rừng sâu đi? Con quỷ khác lại bảo không rừng sâu thì không được, con người vẫn có thể đi vào rừng dù có sâu đi thế nào chăng nữa con người vẫn có thể vào tìm được cái tính chân thật đấy lấy lại sau một hồi suy nghĩ thì con quỷ trưởng nó mới nảy ra một cái ý tưởng như này à ta biết là giấu cái tánh chân thật của con người ở đâu rồi hãy giấu vào chính sâu bên trong của con người để cho con người khi mất cái tánh chân thật đấy con người cứ đi hướng ra ngoài tìm tìm ở bên ngoài và càng tìm thì càng không thấy mà phải hướng sâu vào bên trong con người thì mới tìm được cái tánh chân thật lấy được lại tánh chân thật thì mới lấy được lại an vui hạnh phúc chính vì vậy trong cái cuộc sống con người này của chúng ta cũng vậy khi mà chúng ta lao ra ngoài để chúng ta tìm được sự bình an tìm được niềm vui tìm được hạnh phúc ví dụ như chúng ta lao vào chúng ta ăn nhậu chè chén vui chơi xa đoạn hay là ngay kể cả những cái thưởng ngoạn ở bên ngoài du lịch rồi uh, những cái thú vui ở bên ngoài để chúng ta tìm cái sự an vui tìm cái sự hạnh phúc ở trong đấy nó cũng không có đến được một cách bền vững không có tìm sẽ không có thấy chính vì vậy khi mà chúng ta hướng sâu vào bên trong của chúng ta chúng ta sẽ tìm thấy được cái tánh chân thật và những video lần sau luận sẽ hướng dẫn mọi người tìm tánh chân thật sâu bên trong của chúng ta như thế nào như vậy ở đây chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ tánh chân thật của chúng ta là gì ví dụ như thế này tánh chân thật của chúng ta là theo định nghĩa là những cái gì mà nó sẽ không thay đổi qua không gian và thời gian như vậy con người của chúng ta sẽ có tánh chân thật là luận sẽ chia sẻ cái 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 màn hình để cho chúng ta được nhìn thấy nhé. Vâng. Chúng ta đang nhìn thấy tờ giấy của luận đúng không ạ? Ở giữa này luận sẽ viết một chữ là ý. Ý đúng không ạ? Chữ ý màu vàng. Thế thì quanh chữ ý chúng ta sẽ thấy được rằng là có ý nghe ý thấy ý nói ý biết ý nghe ý thấy ý nói ý biết hay còn gọi là tánh nghe tánh thấy tánh nói tánh biết không biết rằng tất cả chúng ta có biết rằng đây chính là bốn cái điều bốn cái thứ mà nó trường tồn qua thời gian không gian và nó không bao giờ mất đây chính là cách tánh chân thật nhất của chúng ta tại sao luận lại nói như vậy ý nghe ý thấy ý nói ý biết bây giờ chúng ta tưởng tượng như thế này bây giờ nếu như mà chúng ta nhắm mắt lại chúng ta nghĩ uh, chúng ta nhắm mắt lại thì uh, có thể người nào đấy nhìn thấy chỉ thấy nhìn thấy màu đen nhưng thực ra chúng ta nhắm mắt lại chúng ta vẫn có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh chúng ta nhìn thấy những hình ảnh những người thân yêu của chúng ta hay kể cả khi mà chúng ta không có nhìn trực tiếp một cái điều gì đấy thì cái đó nó cũng chúng ta đã 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 được hình dung đã thấy được nó và chúng ta có thể nhìn chúng ta đã thấy được chúng ta có thể nhìn không bằng nhìn bằng mắt mà chúng ta cái ý thấy của chúng ta cũng giúp chúng ta thấy được thì đó chính là cái cái ý thấy hay là ý nghe cũng vậy. Ngay kể cả như chúng ta bịt tai lại thì tai của chúng ta chúng ta vẫn cứ nghe, chúng ta vẫn cứ có cái ý chúng ta vẫn cứ nghe, nghe thấy, nghe thấy điều gì đấy. Và ý biết, ý nói cũng vậy. Ý nghe, thấy, nói, biết. Thì cái những cái nghe thấy nói biết này ấy, nếu như mà như luận đang dùng mồm luận nói dùng mắt nhìn tai nghe và uh, luận uh, biết được điều này điều kia thì đấy tất cả những cái đó nó chỉ là uh, những cái mà nhận biết bằng giác quan nhận biết bằng giác quan mắt của chúng ta tai của chúng ta miệng của chúng ta não của chúng ta chỉ là những cái phương tiện công cụ để cho chúng ta nhận thức được những cái thông tin vào bên trong chúng ta. Khi mà chúng ta nhắm mắt lại hay chúng ta bịt tai lại thì chúng ta vẫn cứ nghe, vẫn cứ thấy, vẫn cứ nói, vẫn cứ biết. Ngay kể cả miệng của chúng ta không nói, nhưng mà trong đầu, trong não của chúng ta luôn luôn, luôn luôn nói. Ngay kể cả khi mà chúng ta đứng ở trước biển khơi, mênh mông sóng gỗ, chúng ta không có nghe nhưng mà chúng ta vẫn cứ cái ý nghe của chúng ta nó vẫn cứ giúp cho chúng ta biết được những cái gì đó mà chúng ta đang 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 nó đang đập vào đến trong cái tai của chúng ta và đi sâu vào trong bộ não của chúng ta mặc dù là chúng ta không có 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 cố tình nghe cố tình nhìn cố tình thấy cố tình nói cố tình biết như vậy ấy, thì cái ý nghe ý nói ý thấy ý biết này nó luôn luôn có nó luôn luôn có ngay kể cả chúng ta ngủ thì cái ý nghe ý nói ý thấy ý biết này người ta gọi là tánh chân thật là sự chân thật ở trong con người của chúng ta khi mà chúng ta nhận diện chúng ta khởi được cái ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết này chúng ta nhận thức được điều đó. Chúng ta khởi được. Khi chúng ta nhận một thông tin từ bên ngoài vào và chúng ta chỉ dùng ý nghe, ý nói, ý thấy, ý biết để chúng ta hiểu, đón nhận cái thông tin đó thì cái thông tin đó nó được đưa vào chúng ta một cách chân thật nhất mà chúng ta có được cái sự an vui, có được sự hạnh phúc ở trong đó. Như vậy thì con người của chúng ta thường thường chúng ta đang bám chấp vào tất cả những cái gì là không chân thật. Ví dụ nhà cửa, xe hơi rồi bám chấp vào con người, con người cũng sẽ bám chấp vào những người thân, những người thân của chúng ta rồi cũng sẽ mất đi, cũng sẽ để lại cho chúng ta đau khổ bám chấp vào cây thì cây sẽ đổ bám chấp vào núi núi sẽ lở bám chấp vào bất kỳ điều gì nó cũng là cái những cái điều mà không có ổn định trừ khi chúng ta tìm được thấy cái sự chân thật ở trong chính trong tâm của chúng ta và chúng ta bám chấp vào nó thì chúng ta sẽ có được an vui và hạnh phúc thế làm thế nào để chúng ta tìm được cái tánh chân thật ở chính trong bên trong của chúng ta thì luận sẽ xin chia sẻ ở video sau luận sẽ nói về cấu trúc con người dưới góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng khi biết được cấu trúc con người thì chúng ta có thể tìm được cái sự chân thật ở chính bên trong của chúng ta chúng ta có thể biết được nội tâm của chúng ta bao gồm những cái gì chúng ta biết được thân tứ đại của chúng ta như thế nào và nó được bao bọc bởi những điều gì à, chúng ta cũng sẽ biết được rằng là con người của chúng ta tham tưởng xuất phát từ đâu cái gì nó quyết định sự giàu nghèo của con người cái gì nó quyết định sự an vui hạnh phúc của con người chúng ta cũng sẽ biết được cái uh, tôi của con người là gì và từ đấy thì chúng ta có thể ứng dụng vào để chúng ta xây dựng doanh nghiệp, chúng ta quản lý nhân viên, chúng ta quản lý mối quan hệ bên xung quanh chúng ta. Chúng ta gieo những nhân tốt và khởi những duyên lành như ý muốn. Chúng ta cũng có thể biết được những khái niệm về không gian, về thời gian, về chúng ta cũng có thể gọi được tổng nghiệp của chúng ta hay nói một cách khác là tiềm thức của chúng ta. Chúng ta cũng biết được rằng chúng ta sẽ đến đến thế giới này có phải là từ hai bàn tay trắng và ra đi bằng hai bàn tay trắng hay không? Tất cả mọi điều đó sẽ được luận giải thích dần dần thông qua các video nói về cấu trúc con người. Kính mong cả nhà đón xem. Hôm nay luận chia sẻ về tánh chân thật nó là khởi điểm của hệ quy chiếu cấu trúc con người sẽ giúp cho chúng ta có được những cái tri thức để giúp cho cuộc sống của con người của chúng ta có thể giải thích được tất cả mọi điều từ nhân duyên quả, thấu hiểu nhân sinh và các anh chị đừng có quên rằng là Luận đã chia sẻ ba cái video ở phía đằng trước nói về công thức cội nguồn cuộc sống dưới góc nhìn của khoa học. Hãy nhớ đăng ký và đón xem nhé. Nếu như ai đó có duyên có thể vào nhóm Zalo và trong đấy Luận sẽ gửi rất là nhiều những cái link để chúng ta có thể nghe những audio khi chúng ta rảnh rỗi, di chuyển, đi làm, vân vân Để chúng ta có thể thấu hiểu rõ hơn, sáng suốt hơn xin chân thành cảm ơn hiện đại tri thức minh sư của luận xin chân thành cảm ơn tất cả những anh chị đã đón xem và lắng nghe video này nếu thấy video này hay và ý nghĩa có thể share chia sẻ cho mọi người nhé và nhớ vào nhóm zalo để dưới phần comment xin chào và hẹn gặp lại